nhằm tuyên truyền phổ biến các chính sách mới đến cộng đồng doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện những chính sách quy định của pháp luật về hải quan để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc. Chiều qua, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị gặp gỡ chia sẻ đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp cùng hơn 100 doanh nghiệp đang làm thủ tục trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã được nghe đại diện Cục Hải quan tỉnh phổ biến một số chính sách, văn bản mới về hải quan và các quy định có liên quan theo kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2024 của Tổng cục Hải quan. Tiếp theo phần đối thoại, các câu hỏi của doanh nghiệp về thủ tục liên quan đến việc thực hiện báo cáo quyết toán, tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu, hồ sơ đăng ký loại hình sản xuất xuất khẩu, thủ tục thực hiện để được cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu đã được trả lời, hướng dẫn đầy đủ. Cùng với hoạt động đối thoại, thời gian vừa qua, ngành hải quan Đồng Nai đã chủ động nắm bắt tình hình và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Không những bây giờ mà hồi xưa tới giờ, hải quan Đồng Nai nói chung và hải quan Long Bình nói riêng luôn luôn hỗ trợ cho tất cả các doanh nghiệp, không chỉ những chân xin, và hỗ trợ rất là nhiều thứ mà chúng tôi rất là cảm thấy rất là cảm ơn, để giúp cho doanh nghiệp hoạt động nó rất là hiệu quả và nhanh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá cao sự nỗ lực của Hải quan Đồng Nai tạo thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cũng như tinh thần hợp tác của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp giữa cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Trong hội nghị hôm nay thì tôi cũng rất là phấn khởi khi thấy lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, hiệp hội châu Âu cũng đã tham dự đầy đủ. Qua đó cho thấy hiệp hội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước. Tôi tin tưởng và mong rằng hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nói chung, với cơ quan hải quan nói riêng, để tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thị Hoàng khẳng định, chính quyền tỉnh Đồng Nai sẽ luôn đồng hành, tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, lắng nghe, giải đáp khó khăn vướng mắc, ý kiến đóng góp, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp,